với riêng thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cái trái phiếu xanh thì còn cái vấn đề gì nữa mà thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm các cái chương trình để mà thực hiện cho cái nền kinh tế? Điều đầu tiên là tôi cảm thấy là bên cạnh cái trái phiếu xanh, đi song song với một cái trái phiếu xanh sẽ là một cái thị trường tín chỉ carbon. Tại vì một phần cho doanh nghiệp họ, tại vì khi họ huy động vốn về để họ làm một cái dự án xanh thì họ cũng phải có cái nguồn để họ trả nợ. Cho dù là lãi suất của trái phiếu xanh nó thấp đi nữa thì cũng phải tạo ra nguồn thu trả nợ. Và bên cạnh những cái nguồn thu truyền thống thì còn một cái nguồn thu là khi họ tạo ra được những cái sản phẩm xanh thì họ cũng có thể đo lường cái mức độ tác động đến khí thải và họ có thể phát hành tín chỉ carbon. Và khi thấy họ bán được cái tín chỉ carbon đó ra thì đó cũng là một nguồn thu của họ và họ dùng nó để họ trả nợ. Tức là bản thân cái thị trường trái phiếu xanh nó phải đi chung với thị trường tín chỉ carbon để là một cái thị trường song song hỗ trợ lẫn nhau. Thì thị trường tín chỉ carbon này chúng ta thấy là bây giờ ngay từ năm ngoái các doanh nghiệp cũng đã kêu là bây giờ thì họ ra được tín chỉ carbon. Và doanh nghiệp nước ngoài họ có nhu cầu họ mua tín chỉ carbon ở Việt Nam luôn. Tại vì thứ nhất là họ có nhu cầu về cái mặt là chúng ta gọi là kiểm kê hay là đo lường phát thải hay là khí nhà kính của họ. Cái thứ hai là họ còn có thể đem bán về cho công ty mẹ của họ. Nhưng mà họ lại nói là bây giờ Việt Nam, ở Việt Nam họ biết là có doanh nghiệp có nhưng họ không mua được. Tại vì không có sàn giao dịch. Thì sàn giao dịch tín chỉ carbon đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là bản thân cái thị trường tài chính hiện nay họ cũng nhìn thấy thị trường giao dịch tín chỉ carbon đang trở thành một thị trường rất là hấp dẫn. Nếu chúng ta thấy bây giờ tín chỉ carbon giao dịch có những ngày giao dịch rất là sôi động, không kém một cái thị trường cổ phiếu. Và bây giờ nó còn ra cả những cái sản phẩm phái sinh tín chỉ carbon. Tức là thị trường tài chính họ nhìn thấy luôn đây là một cái cơ hội. Tại vì đây là một thị trường giao dịch. Và khi đã có giao dịch rồi thì có thể phát triển cái sản phẩm tài chính trên đó. Chúng ta quay trở lại câu chuyện cơ bản trước đi. Là bây giờ ở cái mức căn bản nhất là doanh nghiệp họ cần bán và có doanh nghiệp họ cần mua tín chỉ carbon. Đó chắc chắn sẽ là nhu cầu. Và nó không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam với nhau mà sẽ giữa doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài luôn. Thì chúng ta cần một sàn giao dịch. Thì cho đến lúc này thì ở Việt Nam chúng ta đã có tín chỉ carbon rồi. Và theo một vài số liệu trên truyền thông thì có những cái số liệu nó lên tới gần 30 triệu tín chỉ carbon. Đây là một con số rất là lớn. Và nếu mà chúng ta quy ra một cái mức giá, lấy một cái mức giá tín chỉ carbon, giả sử như nó đạt một tiêu chuẩn chỉ cần 5 đô, 10 đô thôi, chứ chúng ta không cần một tiêu chuẩn. Có những thị trường đang giao dịch tín chỉ carbon cao cấp lên tới gần 200 đô. Chúng ta không tính cái chuyện đó. Nhưng nó là tính tới những cái thị trường 5-10 đô thôi thì chúng ta cũng thu được bao nhiêu tiền rồi. Và ngay cả một vài tổ chức môi trường ở Việt Nam họ cũng đang ước tính là cái việc mà rừng ở Việt Nam thôi á, là mỗi năm là theo ước tính là họ có thể thu được 40 triệu đô. Thì một như vậy thì một con số rất là lớn như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi là bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể giao dịch được. Thì đến lúc này thì trong phản ánh trên truyền thông của doanh nghiệp cũng như của những cái tổ chức phi chính phủ làm về môi trường cũng phản ánh ra là bây giờ thứ nhất là thiếu thị trường, thứ hai là thiếu hướng dẫn. Thì bây giờ Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có ý kiến là bây giờ cũng đang nghiên cứu. Bộ Tài chính cũng đang cho biết là cũng đang nghiên cứu về trái phiếu xanh về thị trường này. Vấn đề là chúng ta nếu chúng ta làm chậm quá thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Tại vì có những doanh nghiệp, có những ngân hàng ở Singapore họ cũng nói với tôi là hiện nay đang có một giải pháp là họ sang đây họ mua trung gian rồi họ mang qua Singapore họ bán. Như vậy chúng ta rõ ràng là chúng ta đang đem đồ chúng ta qua cho Singapore bán và chúng ta mất cả cái phí trung gian và vân vân. Thì tại sao không chúng ta không bán làm một cái sàn ở đây và bán ở đây? Và nó nằm ở chỗ là bây giờ nếu chúng ta e ngại về cái chuyện là bây giờ cái hệ thống pháp lý chúng ta chưa đầy đủ, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thử nghiệm. Tại vì chúng ta đang đứng trên một cơ sở là một cái mô hình mới. Và chúng ta cũng đang có những cái chủ trương là làm sandbox. Thì như vậy tại sao chúng ta không đem thử làm sandbox một cái mô hình sàn giao dịch chính trị carbon ở một nơi mà có được một cái cơ chế. Và bây giờ chúng ta mới đặt một câu vấn đề là như vậy thì chúng ta sẽ làm ở đâu? Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có đề án về trung tâm tài chính quốc tế, cũng có những cái cơ chế mới. Tại sao chúng ta không mang về thành phố Hồ Chí Minh làm nơi mà chúng ta cũng đang có một cái sàn giao dịch chứng khoán lớn của cả nước và cũng là một cái trung tâm tài chính của cả nước. Tức là nhân lực và bản thân rất là nhiều tổ chức quốc tế khi mà họ tiến hành đo lường tín chỉ carbon vân vân họ đang ở Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta có rất là nhiều thứ đã có sẵn rồi và chúng ta chỉ cần lắp ghép nó lại với nhau thôi. Cái chúng ta thiếu hiện nay đang là cơ chế và quy định. Và nếu chúng ta chờ nó kiện toàn thì đôi khi nó quá chậm. Khi chúng ta có những cái thể chế chúng ta thử nghiệm thì nó có thể thử nghiệm mô hình ở đây. Và đương nhiên nó có những cái rủi ro nhưng mà theo tôi là
ở thời điểm này nếu chúng ta không làm và các nước xung quanh chúng ta đã có thể nó có thị trường hoàn chỉnh rồi như là xin, thì nếu họ nhìn thấy chúng ta có tín chỉ carbon mà chúng ta không bán được, họ sang chúng ta họ mua với giá rẻ, họ về họ bán giá cao thôi.